Hai thằng mày đang làm gì vậy? Biết hôm nay tao gọi chúng mày đến để làm gì không? Mẹ suốt ngày cái Facebook, Facebook có thằng mày, mày đọc sách. Đọc lắm đấy. Từ đầu năm là làm được gì chưa? Kiếm được bao nhiêu rồi? Dạ chưa. Chưa kiếm được đồng nào? Mày biết hôm nay ngày bao nhiêu không? 27 tháng 4 rồi. Nghĩa là bọn mày đã... Phí mất 4 tháng rồi của 2017 rồi đấy. Mà chưa kiếm được đồng nào. Bọn củ bất củ bơ chúng mày đổ đất. Nay tao gọi cho mày biết đến đây làm gì không? Mẹ cho chúng mày cơm ăn áo mặc trên gì? Này nha, tao bảo biết bây giờ kiếm được nhiều tiền từ cái gì không? Mày đọc sách cho lắm rồi. Đổ đất. Uy tín. Bây giờ chỉ có uy tín kiếm được nhiều tiền. Mày biết không, ngân hàng tại sao người ta mang tiền tới gửi? Mày có tin là mang tiền vào ngân hàng là có lãi với cả đã bị mất không? Mày sao? Bọn ngu như mày thì bây giờ chỉ có uy tín mới kiếm ra tiền thôi. Thế là hôm nay tao bảo mày biết bọn nó chơi giày không? Biết bọn chơi giày không? Thằng này cũng khôn đấy, còn mày? Biết chưa? Thế là tao mới mở ra một cái Facebook để tao order giày, mày hiểu không? Nên là hôm nay tao gọi bọn mày đến đây mua cho tao mỗi thằng 5-7 cái sim gì đấy, xong vào Facebook tạo tài khoản Facebook, sau đó vào lại Facebook của tao giả vờ ghi feedback như uy tín các thứ, giày đẹp giày rẻ, order thời gian nhanh đấy. Thế là tao mới giả vờ order giày. Thế nhưng mà kiếm được mỗi thằng nó gửi cho tao 5-7 triệu gì đấy, hoặc 2-3 triệu thôi, nhưng mà cứ khoảng chục thằng, 20 thằng mỗi tháng mình kiếm được vài trăm. Anh đưa bọn mày mẹ đi chơi hút quá cần được rồi. không, hút cần còn kiến tha đâu có ngày đầy tổ. Chúng Rồi mày phải chăm chỉ như những con ong chăm chỉ vào thì mới có tiền. 4 tháng rồi, đầu năm rồi, đéo kiếm được cái gì? Chúng mày làm ăn kiểu gì hả? Chúng mày đúng là được bọn đầu đất thật. Thế nên là mày tin anh đi, anh đưa chúng mày lên con đường tươi sáng ok nào. Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Chán thế nhỉ, dạo này hẻo thế. Mãi chưa kiếm được con gà nào nhỉ. Đói quá. Ngày. Mày đứa nào gọi giờ này? Bởi nợ bà. Mẹ bà chủ nhà sớm đấy, dùng số khác kìa. Alo. Ai đây? Chào em, chào em. Em order giày à? Rồi. Thế thì đơn giản đôi gì bây giờ khoảng 15-16 triệu gì đấy ngoài thị trường ấy, hơi đắt em nhỉ. Không, nhưng mà anh này, anh order thứ nhất là rẻ. Em chuyển cho anh khoảng 8 triệu để anh tìm deal cho em. Có gì cũng có. Đảm bảo hàng chất mà em, trời ơi, anh uy tín, em vào Facebook của anh mà xem. Feedback cái khách hàng của anh hơi bị nhiều luôn. Yên tâm, cứ chuyển tiền cho anh nhá. Tí nữa anh chuyển cho em cái tin nhắn có cái tài khoản của anh, cứ chuyển tiền tiền vào rồi anh order cho em. Khoảng chục ngày, hơn chục ngày là có gì ngay. Đảm bảo mang lên chân xong ra đường đầy người chố mắt châm chô nhìn. Bây giờ ngoài thị trường 15-16 triệu một đôi mà anh chỉ có 8 triệu thôi nhá. 8 triệu thôi là anh order cho em rất là nhanh, uy tín luôn. Đấy. Thì yên tâm, em cứ yên tâm đi, anh uy tín mà. Em cứ vào Facebook hoặc lên Google gõ tên anh phát và order giày uy tín nhất Vịnh Bắc Bộ này luôn. Thanh niên Đông Lào bây giờ thời buổi như thế đó, phải có uy tín cho em, uy tín là tất cả. Thế nhá. Rồi anh gửi tài khoản cho em. Ok, rồi cảm ơn em, bye nhá. Sắp có tiền rồi đây, phải thế tươi sáng lên tí ngon. Theo một lẽ tự nhiên thì chắc chắn là bạn đã đọc cái tựa đề của video này trước khi bấm vào nút play rồi. Thì các bạn đã thấy đó, team về TV đã thay vì nói linh tinh này nọ các cái cho nó nhiều vô cho nó không mất thời gian, thì chúng tôi chỉ dựng một cái hoạt cảnh đơn giản để bạn có thể hiểu được câu chuyện của video này là như thế nào. Nó chỉ là một cái clip để chúng tôi chia sẻ những điều chúng tôi biết về cái việc mà trong cái xã hội dài này á, nó đang gặp những cái vấn nạn như thế nào, để sau này á, cho những người đã biết á, thì họ cảm thấy là tại sao nó như vậy, và cho những người chưa biết á, sau này họ không phải mắc những cái giống như vậy. Thôi, vấn đề thứ nhất á,
được tóm gọn lại là lừa đảo và chiếm dụng vốn. Tại sao lại là lừa đảo và chiếm dụng vốn? Nếu như các bạn coi cái hoàn cảnh hồi nãy thì bạn cũng có thể hiểu được vấn đề ngay lập tức rồi. Nhưng mà mình chỉ muốn phân tích nhẹ một số chỗ như là trước khi bạn bị lừa, khi bạn đã bị lừa và sau khi bạn đã bị lừa. Tại sao bạn lại bị lừa? Tại vì họ hay quá, họ tạo nên một cái bình phong quá chuẩn mực, họ tạo nên những cái feedback vô cùng kinh khủng, họ tạo nên một cái cần câu cực kỳ sắc nhọn vô địch phong hỏa lưng để bất kỳ một con cá nào nghe thơ cũng có thể cắn câu ngay lập tức. Tại sao họ lừa được bạn? Tại vì họ đánh vô đúng cái mà bạn đang muốn, cái bạn đang cần, và thường một vài cái người ta nói là lòng tham nữa. Ví dụ như ở ngoài cái đôi Yeezy á, giá thị trường của nó là 15 triệu thì họ nói với bạn là ờ thôi đừng có mua cái đó mắc quá, anh đây order cho em về có 10 triệu thôi. Nghe là thấy thích liền, ai mà chẳng muốn mua một thứ gì đó mà nó rẻ hơn, đúng không? Mà còn cái feedback là ồ hàng tốt quá, xịn quá này nọ, cái có thể là do sự giả tạo nào đó tạo ra, cái mà thấy nó ồ yên tâm quá thôi mua, vậy là bạn bị dụ thôi. Hãy nhớ một điều gì nè, nhớ nằm lòng câu này luôn. Cái câu này được lưu truyền trong giới tứ độ từ, hay nói cách khác là giới ăn chơi cờ bạc á. Kèo nào mà là nhìn thấy cái vẻ giống như là kèo thơm á thì 70% đó là kèo dụ. Khi nào bắt bạn ra đời, bạn thấy cái gì đó mà nó thơm quá, ví dụ như dễ quá, nhưng là chút xíu, cỡ 3 giây thôi, này có cái chỗ nào dụ người ta, có cái gì đó sai không? Nhớ lại câu nói nha, 70% kèo thơm là kèo dụ. Và ngay sau đó là sau khi bạn cắn câu thì nó sẽ bắt đầu có những cái như là được chào mời chiêu dụ. Em tìm đợi chút xíu nha, để anh tìm deal cho em, để anh nói rồi anh tìm được, chắc chắn là anh tìm được, anh tìm cho cả ngàn người được rồi, thì em chỉ là một cái người thứ 1001 mà thôi. Xong rồi thay vì bạn gửi tiền cho họ 10 triệu xong rồi họ không đi tìm deal mà họ tìm kèo đi bohem, kèo đi Starbucks, kèo đi sàn nhảy nhót lên sàn banh pha lông, rồi họ tạo ra những cái background thiệt đẹp cho cuộc đời họ, nhưng mà họ không có lo tìm deal cho bạn, họ không có tìm. Họ nói là ồ cái này cỡ 2 tuần mới về, nhưng mà 2 năm rồi thì cũng chưa bao giờ về hết. Đó là cái lúc mà bạn sẽ đạt bị người ta dẫn mũi nọ. Hải quan giữ giày của mình rồi, bên bảo bên miếng điện này nọ nó ảnh hưởng mới tới bên Mỹ, thành ra là gió nó phải đổi chiều qua ABCD, thành ra giày nó cũng bị ảnh hưởng theo. Nó có rất nhiều lý do đó, nhưng mà không có nào lý do thực tế hết. Hải quan á, theo mình kinh nghiệm của mình á, thì họ chỉ bị bận khi những cái ngày lễ hay là những kỳ cuối năm, khi mà lưu lượng hàng hóa nó quá nhiều thì họ không giải quyết kịp thôi. Chứ còn ngày bình thường họ vẫn đi làm bạn ơi, họ cũng phải giải quyết công việc của mình chứ. Thành ra đừng bao giờ tin cái lý do hải quan này nào giữ hàng ở cái khoảng thời gian bình thường, những ngày bình thường. Kỳ nghỉ chấp nhận được, nhưng mà những cái ngày bình thường khác họ vẫn đi làm. Rồi sau đó là giai đoạn cuối cùng, cũng là giai đoạn khó khăn nhất trong cái quá trình này, cũng là giai đoạn khó chịu nhất. Bạn phát hiện ra là ồ chết cha, có gì đó không ổn thực sự rồi, 2 tháng rồi, 2 năm rồi, dạy chưa về nữa, tiền của mình đâu? Chính xác, bạn đã bị dụ rồi. Tiền của bạn đã bị chiếm dụng vốn hoặc là bị lấy đi luôn rồi. Bạn phát hiện ra là có thể là do nhiều khi chắc tại mình xui á, hay là chắc tại thực sự là miếng điện nó có bảo thiệt, hoặc là hải quan họ bận thiệt. Nhưng mà không phải đâu, ai cũng vậy hết. Chẳng qua là bạn không có liên kết được với tất cả mọi người, cho tới khi là vỡ lẽ ra là bạn lên mạng, bạn nói cái này cái kia, rồi bạn vô những cái cộng đồng thần kinh dài này nọ, bạn bốc phốt này nọ, thì tất cả những trời ơi tôi cũng giống vậy nữa, tôi tưởng tôi có mình tôi thôi, giờ có cả một câu lạc bộ bị dụ luôn hả? Lúc đó bạn mới vỡ lẽ ra bạn không phải là người duy nhất. Chưa kể tới cái chuyện á, là khi mà bạn biết mình bị dụ rồi á, bạn cố gắng liên lạc để lấy lại tiền á, nếu như bạn lấy lại được tiền á thì bạn cũng thuộc loại may mắn. Nhưng mà bạn biết là ví dụ như trong khoảng thời gian 2 tháng đó, 3 tháng đó, số tiền của bạn là mười mấy 20 triệu đó, họ sử dụng để họ kiếm tiền, họ làm lời này nọ các cái cho bản thân họ, rồi họ trả lại cho bạn, thì bạn cũng là người chịu thiệt mà. Còn trong trường hợp mà bạn không lấy lại được tiền luôn thì thôi khỏi nói chuyện nữa, là quá đau buồn rồi, đúng không? Cho nên mình mới gọi đây là lừa đảo chiếm dụng vốn này nọ các cái. Mình biết có nhiều người đặt cọc dài á, rất là nhiều luôn, ví dụ như đặt 10 nôi mua cho cả gia đình, anh chị em bà con cô bác mấy chục triệu, xong cuối cùng cái người mà nhận order nọ các cái nó sau 4-5 tháng sử dụng cái số tiền đó để làm cái gì đó, nhiều khi để đi sàn đi chơi, để đầu tư chứng khoán, này nó lên sàn lướt sóng, ai biết được kiếm được số tiền khá lớn, xong cái trả lại cục tiền y chang vậy luôn. Đây có phải là một cái cách vay tiền hoàn hảo mà không có trả lời lãi không? Vậy thì rồi giải quyết vấn đề thì sao? Alo, nhắn tin Facebook. Nhắn tin Facebook, đi active Facebook, gọi điện. Dễ mà, số điện thoại quý khách vừa gọi đã đi trốn rồi, họ không nghe, nghe nữa đâu. Làm sao bây giờ? Rồi bắt đầu bạn lên công an, hay là bạn tìm những cái diễn đàn nào bóc phốt. Bóc chứ, tôi đi à, đúng không? Rồi, ví dụ như bạn nói là bây giờ đem ra phường giải quyết thì phường thế nào bạn cũng sẽ, ví dụ như số tiền của bạn ở tầm khoảng 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu hay gì đó, hay dữ lắm là 30 triệu để dụ như cho những đôi nào mà nó kinh khủng như là Yeezy 750 hay là Zebra gì đó, thì các cái thì có thể là bạn sẽ nhận được câu trả lời như sau. Các em à, ở ngoài kia xã hội đang rối ren lắm,
tụi anh đang giải quyết những vấn đề cỡ 1.000 tỷ, 10.000 tỷ mà còn chưa giải quyết được nữa. Còn cho vấn đề của tụi em á, nó nhỏ xíu, vậy tụi anh thực sự là muốn giải quyết giúp em lắm nhưng mà có thể là không có thời gian, em phải chờ. Hoặc là em có giấy tờ, hóa đơn, chứng từ hay bằng chứng gì đó. À em có gọi điện thoại cho nó anh, em có nhắn tin Facebook cho nó anh. Mình nghĩ là cái này không có thể giải quyết được đâu. Sẽ rất là khó để bạn có thể kiếm lại số tiền của mình được. Hay chẳng qua là bây giờ bạn kiếm bạn bố nó, thấy không? Bố ráp nó, tới nhà nó, kiếm ba mẹ nó, dọ quýnh nó. Ồ nó dọ quýnh cẩn thận nha. Lỡ mà nó bự mình, nó quýnh lại làm tiêu luôn, vừa tiền mất mà tật mang. Có những cái tiền tới gia đình nó thì có thể là nó có một sự đổ lỗi nhẹ ở đây. Mình đã từng biết một trường hợp là lừa đảo rất là nhiều tiền của nhiều người kiểu ABC này nọ các cái. Xong rồi tới nhà thì hỏi phụ huynh là em cần cái tiền với người đó để đòi tiền. Thật ra thì nó cũng thiếu, gia đình chị cũng khá nhiều tiền. Nó tự thiếu ba, tự thiếu mẹ lên gia đình gửi đi nghĩa vụ quân sự rồi. Có gì thì em lên đồi A, khu phố B, phường C ở trên núi để tìm nó rồi giải quyết riêng với nó nha, gia đình không có chịu trách nhiệm nữa. Đó chính là cái câu chuyện mà mình thấy rất là nhiều rồi. Thực sự là mình đã nhận được rất là nhiều tin nhắn là anh ơi nó gạt tiền của em rồi. Hỏi ra cái là em bị gạt bao nhiêu? Dạ bị gạt 3 triệu. Cái mình hỏi có giấy tờ gì không? Dạ không. Em chỉ nói chuyện trên mạng rồi hẹn gặp nhau ngoài đường đưa tiền hoặc là chuyển khoản thôi. Em có lưu lại này các cái. Mấy cái đó thực sự không có giải quyết gì hết trơn. Nhiều khi tài khoản còn không phải là tài khoản chính chủ, tài khoản cho anh A. Ôi nhưng mà anh đang tìm anh B mà. Đúng không? Rõ ràng trước khi người ta có thể người ta dụ bạn, người ta đã hiểu được là cái cơ chế hoạt động của pháp luật như này này nó có những cái kẽ hở. Thật ra cái gì cũng có kẽ hở thôi, đúng không? Thì nó sẽ vô cái đúng cái chỗ đó và bạn chính là cái người lọt vô đúng cái kẽ hở đó luôn. Mà hay một cái là người ta, cái người mà đi lừa đảo, người ta không có dụ một người quá nhiều tiền nhưng mà mỗi người cứ 3 triệu, 5 triệu, 3 triệu, 5 triệu mà đúng theo cái kiểu nó luôn. Thì kiến tha lâu có ngày đầy tổ, mà tha 10 người là 30, tha 100 người là 300, tha thử mà nếu mà lên trình độ cao là có 1.000 người luôn là 3 tỷ rồi đó. Mà mỗi người chút vậy, không biết giải quyết làm sao luôn. Cuối cùng là bạn sẽ làm gì? Bạn mất tiền chứ làm gì? Rồi chút cục tức vô người, không? Vậy thôi. Cho nên lời khuyên được đưa ra ở đây là khi mà bạn dính tới bất kỳ một cái giao dịch nào đó, vì chị mua bán giày dép này nọ các kiểu ở cái cộng đồng, cái xã hội dạy này, thì đầu tiên phải nhớ tới một chuyện, tìm hiểu thật kỹ cái người mua bán đó là ai, cái người mua bán với mình là ai. Nhưng mà đừng có đơn giản là coi feedback, rồi coi Facebook của họ, rồi coi bức bình phong họ dựng. Phải tới gặp họ, đúng không? Những người mà kinh doanh đàng hoàng, người ta sẽ có cơ sở kinh doanh đàng hoàng. Ít nhất thì có vấn đề thì bạn biết phải chạy đi đâu để tìm họ. Chứ còn bây giờ bạn tìm một người ở trên mạng, coi ở trên mạng, nói chuyện ở trên mạng, xong rồi gặp nhau ở ngoài đường, gặp nhau ở nhà thờ Đức Bà. Lúc đó nhà thờ Đức Bà có chịu trách nhiệm cho bạn hay bạn tới đó giải quyết không? Đó không có. Ví dụ như ok, em qua cửa hàng của anh, em qua nhà của anh, em qua cơ sở kinh doanh của anh, còn đáng tin được. Thấy không? Có chỗ để bạn tìm tới khi mà bạn gặp vấn đề. Thứ hai là phải nhớ trong đầu. Kèo thơm 70% là kèo dụ. Mình phải điều tra thật kỹ cái món hàng mà mình mua trước khi mà mình đưa tiền cho người ta để tiền đi qua đời các cái. Ví dụ bạn biết đôi gì đúng không? Bây giờ giá thị trường của nó lúc nào 12, 13 triệu mà ai đã nói với bạn, ê em có đồ này mới hoàn toàn luôn, 8 triệu. Đặt câu hỏi ngay chỗ đó liền. Ủa sao có giá rẻ vậy được, đúng không? Ví dụ người ta nói ABCD người ta phân tích kỹ này nọ các cái mà bạn thấy hợp lý thì bạn cũng nên tìm, cũng có thể mua được. Nhưng mà phải nhớ tới điều kiện đầu tiên là phải có cơ sở kinh doanh, phải biết chỗ, phải quen thực sự thân thiết, chứ không phải là một người nào đó cắt cớ trên mạng mà bạn tìm thấy. Đó là cái lời khuyên cho cái trường hợp này. Xong, đó là vấn đề thứ nhất. Còn vấn đề thứ hai á, là vấn đề mình muốn nói tới, nhưng thực ra mình nghĩ rất nhiều người biết nhưng họ cũng không có thực sự nói về vấn đề này. Nhưng mà do mình nghe được rất là nhiều câu chuyện, mình thấy được những cái chuyện trước mắt mình thấy nó kệch cổm, nó kỳ cục quá, nên mình thành ra là mình nghĩ là trong cái khả năng của mình biết gì nói.